Các bạn subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Cho em một nâu đá với một đen đá Sài Gòn. Nâu đá Sài Gòn đúng không? Quánh hết 56.000 ạ. Anh vừa làm thanh toán tại quầy luôn giúp em. Em quên tiền ạ. Really nigga? Quên tiền à? Nếu đã hay quên tiền và để quên ví ở nhà như vậy thì không thể làm bạn gái bị sỉ nhục. Hãy chuyển sang dùng ví điện tử App Uta. Chỉ cần đi đâu mang theo điện thoại là có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi rất tiện lợi. Anh ơi, chỗ em. Chỗ của chị em. Nóng. Bây giờ mình sẽ giải thích anh em về cái chiếc ví điện tử này. Về các bạn thì ví Apota cũng là một dạng ví điện tử. Không chỉ vậy, nó còn là một chiếc ví với nhiều chức năng giải trí. Đặc điểm của ví này là cho hoàn tiền đến 20% tất cả các dịch vụ online cũng như là người dùng ví. Từ voucher phim ảnh, ăn uống, ba chấm. Các dịch vụ chính của ví là nạp này, rút tiền, chuyển tiền, mượn tiền từ bạn bè. Đây là cái khoái nhất này. Đã là muốn giàu thì phải tích cực cầm nhầm cũng như là tích cực đi mượn. 4 là nạp tiền điện thoại, mua mã thẻ, nạp game, nhận tiền qua quét QR code và cashback, hoàn tiền cho các bạn khi thanh toán. Ví Apota có một tính năng mà mình rất thích, đó chính là việc là chúng ta sẽ có vòng quay may mắn. Vâng, cái này thì mình những thằng nào mà thích đỏ đen đánh lô là phải khoái cái này lắm. Mỗi ngày sẽ là một vòng quay mà khi bạn quay thì trúng đủ các loại ô, voucher, gift code, thậm chí là cả tiền. Ví dụ như là mấy cái ô 200 hay là 500. Mà nếu mà chẳng may mà các bạn vô tình phải trúng thì các bạn phải tiêu thôi. Và khi mà các bạn mà hết vòng quay thì bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm bằng cách là mời bạn bè cài ứng dụng hoặc mua thêm lượt quay vì chúng ta nhiều tiền mà. Mỗi ngày sẽ có một số lượng người trúng giải nhất định. Ví dụ thứ hai là 2 người trúng, thứ ba là 3 người, thứ tư chắc chắn là 4 người và thứ năm không thể quá 6 người và thứ bảy là 7 người. Và kết quả giải thưởng sẽ chính là kết quả số miền Bắc. Đấy, chứ mình bảo rồi, mấy thằng đánh lô là phải khoái cái này lắm. À, trưa nay anh em nào có muốn đi ăn miễn phí không? Có. Có thật không? Thế thì mau nhập cái mã giới thiệu của anh vào. Không, tôi trừ lương không cho đi ăn nữa luôn bây giờ. Không làm đây, làm sao có tiền thì có gì đâu, em được gì đâu. Mày lúc nào chỉ biết tiền thôi. Cái đấy là sẽ có thêm vòng quay để anh quay trúng voucher để cho anh em có thể đi uống trà sữa đi ăn, hiểu không? Đó, cái đấy cũng là tiền chứ là cái gì nữa. Mày. Đặc biệt bạn nào mà trúng giải thưởng trong vòng quay may mắn sẽ được tiền thật chuyển thẳng vào tài khoản và có thể dùng ví rút được luôn. Wow, trúng sổ số rồi sếp ơi. Em không cần phải làm việc vừa già vừa xấu vừa bất tài cho sếp nữa. Alo bảo vệ à? Cái thằng Duy Linh là cái thằng mà chuẩn bị tí xuống nhá. Khóa mõm nó lại. Tuy nhiên đó chưa phải là điểm nổi bật nhất của chiếc ví, mà nó là một cái sản phẩm hỗ trợ cực kỳ tốt cho các bạn là game thủ. Nhất là những người chơi các tựa game của Apota như ỷ Thiên, Chu Tiên. Điểm mạnh đầu tiên là nó không chỉ đổi vòng quay lấy voucher mà còn có thể đổi được vòng quay để lấy gift code. Tùy theo các loại game thì có thể đổi là 1, 2, thậm chí là 3 spin. Ngày xưa anh em chỉ biết nạp thẻ là cứ thế gửi tiền ở nhà phát hành thôi, chứ làm gì có khái niệm nhận chiết khấu. Tuy nhiên thì với cái ví Apota này thì điều đó rất là bình thường. Với những tựa game của Apota khi nạp tiền qua đây, bạn sẽ được nhận những chiết khấu rất là nhất định tùy theo những cái thời điểm nào khác nhau. Có thể là được khoản tiền là sếp. Tất nhiên rồi. Chị em đấy, từ trước giờ em chỉ hiến hồng cầu cho game thôi. Xưa nay mày chỉ biết hiến máu không bao giờ được hoàn tiền à? Này tao chỉ cho. Bước 1, mày rất giận. Và cuối cùng với những bạn đã bỏ ra nhiều tiền để đầu tư cho nhân vật của mình trong game. Như ngày xưa mình chơi game thì mình rất hay mua trang phục làm sao mà càng ít vải nhưng chỉ số tăng lên càng cao thì càng tốt. Thì sẽ có những ưu ái nhất định, đó chính là nâng cấp quyền VIP và tài khoản ví của bạn. Bạn có thể thể hiện qua dòng VIP ở góc phải ở đây. Như bạn thấy nạp càng nhiều thì quyền lợi VIP càng cao. Ví dụ như nạp VIP trên 100k thì được VIP loại 1, hoàn tiền 1%, 2 vòng quay mỗi ngày. Nạp trên 1 triệu chỉ được VIP 2 với hoàn tiền trong game là 2%, 3 lượt quay và tăng số lần rút tiền. Và khi lên đến VIP 3 bạn sẽ được nhiều ưu ái hơn nữa. Do mới được nhận đầu tư phát triển nên ví Apota sẽ có những hạn chế nhất định như sau. Thứ nhất là chưa liên kết được với tài khoản ngân hàng. Đặc biệt là những bạn giàu mà tiêu vài tỷ một tháng thì cái này là các bạn hơi hạn chế một tí thôi, chúng ta tiền ít chúng ta chưa cần phải quan trọng lắm. Hai là chưa thanh toán được nhiều dịch vụ như điện, nước, mạng, vé xem phim. Nhưng theo ông chú làm ở bên Apota bảo thì tháng 11 sắp tới sẽ hỗ trợ và tất nhiên sẽ kèm theo nhiều khuyến mại shop để cho các bạn có thể chuyển sang sử dụng cái dịch vụ này. Và ngoài ra các tựa game của Apota thì những tựa game khác thì chưa được hỗ trợ thanh toán trực tiếp, nhưng các bạn có thể mua các loại thẻ nạp với từng loại game tương ứng, ví dụ như là Vcoin, Garena, Gate, Mega Cap và tất cả đều được chiết khấu không hề nhỏ. Ví điện tử kết hợp thêm tính năng giải trí thì chắc chỉ mới có Apota làm là một, không những có nhiều game còn tích hợp cả tính năng giải trí mới hay. Trò này vui vãi, ngoài đời mà tiền cũng rơi như này phải tốt. Làm gì vậy? Cá mình. Sao mà cái chỗ nào cũng thấy cái mặt mày ấy nhỉ? Sếp làm gì vậy? Tao đang kiếm tiền. Là cái gì vậy? Vui chơi ra sản phẩm bằng cái app mà hôm nay tao vừa review cho mày xong ấy mà mày tung jackpot rồi mà sao tao còn quay lại đây, chắc là tiêu hết tiền đúng không? Thằng nào nó gửi tin nhắn vào máy em ấy. Đúng rồi.